Em chào mọi người nha. Bữa nay em sẽ hướng dẫn mọi người đo lại cái thông số của bồn nước 1000 lít inox ha. Đôi khi những cái thông số này mình còn lẫn lộn đó. Em báo cho khách mà em báo cho mọi người mà mình vẫn chưa hình dung ra. Đây là cái bồn nước 1000 lít inox đại thành nằm ngang. Bồn này là bồn mới 100% của công ty bồn nước Tân Á Đại Thành mọi người nha. Bồn nước truyền thống thì nó vẫn có hai cái lỗ phi phía bên trên đấy. Bồn này em đang đặt lăn ra khỏi cái chân đó, hai lỗ phi phía trên này đó, lỗ phi phía trên, một cái mình dùng để đưa nước vô, rồi một cái mình có thể gắn đường nước tràn hoặc gắn phao cơ phao điện tùy ý. Bồn nắp bồn thì là một bên họ đóng bằng vít cho mình, vít chặt lại, còn một bên thì họ để khóa gài nhé. Đây là khóa gài, đã mình mở ra này. Đó, đây là bên trong cái bồn. Đó, cái nắp thì mở ra mở vô được như thế này. Khóa này gài vào giúp giữ cái nắp bồn nước không bị bay, không bị tung. Và cái bồn nước ở trên thân bồn nước bồn Tân Á Đại Thành ấy, bao giờ cũng có logo, có mạc, có đầy đủ thương hiệu. Cái đầu bồn thì được dập chữ nổi của Tân Á Đại Thành. Bồn mới là mình có cái tem nhá, cái tem màu trắng đó, tem màu trắng, tem chống hàng giả, tem ghi cái số liệu xuất xưởng, ngày xuất xưởng. Và cái chân bồn của mình, bồn mới thì họ hay để những cái đệm cao su màu đen đen, đệm nhựa màu đen đen để cho khi mình đưa cái bồn vào cái chân nó không bị chảy bồn, không bị xước bồn. Mình đưa vậy này. Đó, mình đưa vậy đấy, mình đưa vậy vào thì nó không bị chảy bồn, không bị xước bồn. Chân em đang đặt nằm nghiêng ha. Đây cái chân của bồn đây. Chân bồn nhìn từ xa là nó như vậy. Đấy là nhìn từ phía sau lên. Cái bồn này thường ở nhà máy á, họ giao đến cho mình là họ gắn hết các cái lỗ phi, con ốc phi rồi. Đây một đầu bồn bên này thì nó có in sơn chữ bảo hành 12 năm và chữ Đại Thành inox 304. Cái lỗ phi này này, cái lỗ phi này là đến lỗ phi 42 á. Và cái lỗ phi ở đáy này là lỗ phi 34. Còn hai lỗ phi trên miệng hồi nãy em quay cho mọi người xem là hai lỗ phi 27. Cái lỗ phi 42 này là lỗ này là chưa có ốc phi này mọi người. Khi mà bên nhà máy họ dập ra là họ dập nó có hình thù như vậy. Mình muốn xài được nước là mình phải bắt cái ốc phi vào. Đấy, đây là những cái lỗ trơn chưa có ốc phi vặn vô nha. Mình được gọi là ốc phi bồn, hoặc gọi là phi bồn, hoặc gọi là ốc bồn, tùy theo địa danh, tùy theo từng nơi mình gọi ha. Đó, cái lỗ phi xả đáy á, là nó nằm ở giữa thân bồn, ở phía dưới là mình có thể là mình sử dụng luôn cũng được, nhưng mà thường thường là bên nhà máy người ta thiết kế cho mình để khi nào mình xúc rửa vệ sinh là mình xả cặn ra, là cái lỗ đấy thường được lắp ốc bít vào hoặc lắp cái khóa vào. Tại cái chân bồn nó có cái khoảng cách này này, khoảng cách đây khoảng 10 phân, do vậy mà mình lắp khóa vẫn ok được, mình vẫn thò tay vào mình vặn khóa ra được. Còn cái lỗ phi 42 này dùng để mình xả nước xài, mình lắp đường nước vào để mình xài đó. Cái lỗ phi nó lớn để giúp lực nước nó mạnh hơn. Đấy là những cái lỗ phi mà chưa có ốc phi bắt vô nhé. Thường bên nhà máy họ giao là bắt sẵn hết rồi. Đây, nó bắt ốc phi vô thì con ốc phi nó như vậy này. Đấy, nó chờm ra và nó có cái gen để mình vặn những cái đồ của phụ kiện của mình xài vô. Họ giao cho bên đại lý thì sao cũng được. Bên đại lý có thợ, có nhân viên kỹ thuật, họ có thể lắp ốc phi sau. Còn khi mà giao cho người dân là họ lắp sẵn hết rồi. Tại vì cái ốc phi này mình cần dụng cụ kìm để mình siết cứng lại. Nếu không siết cứng lại, mình vặn hờ hờ thì nó sẽ rỉ nước ở những cái lỗ phi này. Do vậy mà trước khi giao bồn ở bên nhà máy họ đã vặn siết ốc hết cho mình rồi. Bồn nhựa thì có thể là họ giao cho mình nguyên một phụ kiện. Cũng có
cửa hàng thì họ lắp những con ốc phi vào bồn nhựa, nhưng cũng có cửa hàng thì họ giao cho mình nguyên một cái bịch phụ kiện á, rồi mình tự lắp. Bồn nhựa thì mình chỉ cần siết đủ vòng ren, nó chặt tay là mình có thể xài được, nó không dỉ tại nó có đệm mút răng cao su. Bồn inox cũng có nhưng nó bằng kim loại á, nó cần độ chính xác cao hơn, do vậy mình cần phải siết bằng kìm, bằng dụng cụ chuyên dụng của nó sẽ chặt hơn. Đấy là cái bồn nước Tân Á Đại Thành đấy mọi người, bồn inox 1.000 lít nằm ngang. Đó, một bên bồn thì như vậy, còn một bên bồn này thì được một bên bồn này thì được cũng in cái mẫu biểu tượng Tân Á Đại Thành và có một cái tem hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt dán vào bồn. Đó, khi nào mà mình mua về thì mình để ý đọc tem nhãn ở trên thân bồn đó, là mình biết cách lắp đặt, biết cách sử dụng, kê làm sao cho đúng, đặt ở vị trí nào và đựng những nước nào. Ví dụ bồn inox thì bên nhà sản xuất khuyến cáo là mình không được đựng nước phèn, không được đựng nước mặn, không được đựng nước nhiễm lợ, chỉ đựng nước sạch thôi. Vậy thì cái bồn inox nó mới bền. Còn mình mà đựng nước phèn, nước mặn, nước lợ, nước gì gì đó thì cái bồn nó sẽ bị ăn mòn theo thời gian, nhà máy họ sẽ không bảo hành. Và mình cứ đựng nước sạch không thôi á thì họ sẽ bảo hành cho mình 12 năm. Trong khoảng thời gian mình mới mua nó có lỗi kỹ thuật gì thì mình gọi điện bên nhà máy, họ sẽ đến họ kiểm tra và cũng có thể mình đổi được bồn mới tùy theo lỗi ha. Cái bồn này á thì đường kính của nó là 98 phân, gần 1 mét á. Nó gồm cả cái chân nữa. Thì là bên bên nhà máy họ cung cấp cho mình cái thông số bồn nước ngang là 1 á là 1m51. Dài chân á là 1m10 phân. Và rộng chân á là 1m14. Rộng chân là 1m14. Chiều rộng chân có nghĩa là từ cái đầu mút này lên cái đầu mút này em đang để nghiêng đó là 1m14. Còn chiều dài chân á, dài chân là 1m10 phân. 1m01 chứ không phải 1m10 phân. Dài chân là từ đầu này sang đầu này là 1m01. Đó, là 1m01. Chiều cao thì thường họ cung cấp chiều cao là từ từ dưới đất lên tới cái đỉnh bồn luôn là chiều cao. Nhưng thông số người ta chỉ đưa có chiều dài bồn, chiều rộng chân và chiều ngang chân. Vậy là hết ba thông số của nhà máy họ đưa ra cái bồn nước mới của mình rồi ha. Tức là chiều cao thì mình dễ lắm, mình cộng với cái đường kính của bồn là 98 phân này, với cộng thêm 10 phân cái khoảng cách này nữa này, khoảng cách này từ dưới đáy lên chỗ bồn là 10 phân. Vậy là thành 1m08 phân gì đó, hoặc 1m1 là chiều cao của bồn rồi, dễ mà phải không? Còn chiều dài của bồn thì họ đã cung cấp cho mình là 1m51 rồi. Chiều dài bồn là từ đầu này sang đầu này là 1m51 đó. Vậy là toàn bộ thông số của bồn nước mọi người mình đã nắm được rồi ha. Chỉ có chiều dài bồn, chiều rộng chân, chiều dài chân. Mình đo chiều rộng chân, chiều dài chân để mình muốn đưa cái bồn nước cao lên á thì mình hàn cho nó đúng cái kích thước, mình đưa cho dễ. Đúng cái kích thước của chân bồn thì mình sẽ hàn được cái chân săn chân sắt để nâng nó cao lên. Còn mình để dưới sàn đất này thì không cần cái thông số của chân bồn nước mọi người ha. Khi nào mà mình cần hàn chân bồn nước hoặc đưa bồn nước lên cao thì mình cần thông số của cái chân bồn nước thôi. Còn thường là mình cần thông số của cái bồn nước, thông số chiều dài của bồn nước là 1m51. Nếu là mình có khoảng cách dài 1m51
khoảng trống khoảng không như vậy là mình để được cái bồn 1.000 lít ngang. Chiều cao lên khoảng 1m1, 1m08 phân là để được một cái bồn nước ngang 1.000 lít. Inox đại thành mọi người nha. Cái bồn 1.000 lít này thì mình sử dụng cho gia đình từ 2 người, 3 người, 4 người mình vẫn sử dụng được ha. Nếu mà gia đình nào mà sử dụng nước nhiều á thì là mình 2 người mình sử dụng một cái bồn 1.000 lít. Một ngày máy bơm chỉ bơm có một lần. Còn nếu mà mình sử dụng nước ít á thì 3 người máy bơm cũng chỉ bơm một lần thôi. Ít nữa thì 4 người máy bơm cũng chỉ bơm ngày một lần thôi. Còn mình sử dụng nhiều nữa thì là máy bơm sẽ bơm ngày 2 lần, 3 lần gì đó. Đúng không ạ? Dạ, vậy em chào mọi người nha. Nếu mọi người cần sử dụng cái bồn nước mới inox đại thành nằm ngang thì bên em sẽ cung cấp cho mọi người nha, với giá vô cùng hữu nghị. Ở bên ngoài bán giá khoảng 3 triệu 2, 3 triệu 2 năm gì đó, nhưng bên em cung cấp với giá hữu nghị là 3 triệu 1. Mọi người hãy có thể đặt hàng trên cái video này, hoặc mình cũng có thể gọi điện theo số điện thoại là 0978 5359 53. Những cái clip kia thì em có ghi số điện thoại ở phía dưới cái chỗ miêu tả. Nhưng mà một số khách hàng thì mình không quen sử dụng điện thoại, cũng không quen vào YouTube, cho nên mình không biết kiếm số ở đâu. Em đọc là 0978 5359 53 thì mọi người nói là đọc nhanh quá không ghi kịp. Hôm nay em đọc chậm lại. Nếu mọi người mình biết, mình chỉ cần bấm vào cái mũi tên phía dưới thì sẽ có số điện thoại của bên em ha. 0978 5359 53. Bồn nước đại thành thì em giao hàng toàn quốc luôn nha. Ở ngoài Bắc, ở miền Tây, ở miền Trung đều có thể đặt hàng được. Dạ, mình nhớ đăng ký kênh để mình biết thêm nhiều thông tin về bồn nước và cách sử dụng bồn nước tiện lợi, đúng cách, hữu ích hơn nha. Mình nhớ đăng ký kênh để có bất cứ vấn đề gì về bồn nước mình có thể hỏi nhờ tư vấn. Cái nào đơn giản dễ làm thì mình có thể tự làm, còn cái nào phức tạp khó khăn thì mình nhờ thợ tới. Bên em có thợ sửa chữa, hàn chân, xúc rửa, lắp đặt, thay bồn mới, đổi bồn cũ, tất tần tân những gì liên quan về bồn nước thì bên em đều phục vụ mọi người nha. Hãy nhớ đăng ký kênh để mình luôn luôn được cung cấp những cái thông tin hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt mọi người nha.